Nghe một thông tin hot nha. MTN có MV. Vãi nồi luôn, MTN có MV hả? Bây giờ các YouTuber của chúng ta có xu hướng là tấn công âm nhạc. MTN là chuyên gọi là hả? Chơi ngu có thưởng nè. Wow! Ngừng phán xét. Ôi vãi nồi men. Mới có mấy giờ trước à? Hãy ngồi, à quên, hãy quỳ xuống. Nghe MTN nè. Sản phẩm MV của MTN gọi là Dis Anti Fan siêu phẩm. Không ngừng nghe biết hay rồi. Các anh Khanh hãy quỳ xuống và nghe nè. Quỳ, ai gì đáp? Ngầu men. Trời ơi. Đang ngầu mà ba, trời ơi, lôi của cháu hay là của em, của cháu chắc gì đây nè nè, đậu phụ. Đáng ngầu luôn á. Ngừng phán xét. Khi mày không sống cuộc đời tao. Thiệt luôn kìa ba. Trời má. Như rapper luôn. Đậu phụ. Tôi cứ tưởng chơi thôi, tôi tưởng nói chơi thôi. Trời ơi thiệt hả? Từ nha, nghe lại cho kỹ. Ngừng phán xét. Khi mày không sống cuộc đời tao. Gắng ghép. Cho những thành công mà tao có là lộc cuốn theo từng cục cũng may mắn bao cái đắng mà tao anh đứng. Từng chặng đường đã chạm khắc MTN hôm nay. Tao rõ được bao nhiêu khi hồi gói phía con siêu. Stop it boy. Khởi đầu chặng đường khi tao đã mới chiếc vé vào đại học. Xã hội bắt đầu giữ tương lai tao khi nói ờ. Nói là rapper. Nhưng tao không bỏ cuộc. Làm nhân viên đưa thứ. Thành công như điện tử. Sau đó là tự sắp giảm ước mà mình tự nhiên đều muốn giết anh. Ê tôi nói thiệt nha. Có phải rapper chuyên nghiệp không vậy? Hồi trước đây là giấu nghề đúng không? Trời ơi ông nội này ông đập mà tôi không tôi tưởng tượng ra cái lưỡi ông có bị cắn trúng lưỡi không nữa. Thiệt không có súp là không nghe thấy gì luôn ba. Vãi nồi luôn. Phun la lên. Ok. Cái gì? Chỉ cần tao livestream là con ghẹ mày say nắng hả? Khi tao chỉ cần livestream là con ghẹ mày say nắng nha, trời mấy cái thằng gã to, mấy thằng anti-fan đừng có gã to nữa coi. Hả? Gắt men. Tao vẫn cứ vững bước giữa dòng đời ngã nghiêng. Vì bước đường thành công không chân kẻ lười biếng. Đời trên tao rất học, tao có được thành công. Kẻ gây người ghét vẫn hay chửi tao lông bông. Tao im lặng cười khi kẻ một túi tiền chất đấu. Từ một cái tên vô danh vươn lên thành thương hiệu YouTuber. Những kẻ nói tao trẻ trâu, ô chắc nghĩ tao ngu lắm cơ. Cũng may là vẫn còn đó số đông các fan của MTN. Họ yêu thích tôi, like support. Phiền các bạn bớt Candy Man. Tao xây dựng mơ ước. Gắt quá, trời ơi, tôi thích cái câu bớt Candy Man đó men. Trời ơi, bớt ghen đi mấy men. Em nào xây dựng mơ ước vun đắp thành công từ bao đêm thức trắng. Thị phi có biến tao thành cái gai bằng những con mừng tật nhức mắt. Mặc kệ người. Đúng rồi đó các bạn ạ. Đã làm cái ngành này thì đảm bảo là không bao giờ tránh khỏi được những cái con mình thật là nhức mắt luôn á. Trời má hay vậy rồi vậy. Trời ơi, nói hội lòng tươi. Ho. Hay quá men ơi. Bao đêm thức trắng liền ha. Chết quá. Phải ăn miếng sâm bổ lợn nè mới có sức. Sân chơi này nó là phức tạp. Giọng ai vậy? Khoang nhưng hãy nhìn thử xem tao đang có gì. Lamborghini, Ducati thành công thể hiện bằng giá trị mỗi ngày khi tao thức dậy. Thành công thể hiện bằng giá trị như chơi chứ không bằng vật chất nha các bạn. Trời ơi, Lamborghini, Ducati rồi các thứ rồi hay vậy. Cách để mình được tốt hơn, ta không thể sống hài lòng tất cả ác ý cứ thế mà gạt ra. Hater thích núp như cách bọn nó vẫn thường hay chơi trò PUBG. Thành công của tao là gì? Ba nút vàng YouTube đấy. Hãy nghĩ và suy thật kỹ trước khi
mồm phán xét một ai. Tôi có một cái à? Bạn hay chửi vẫn đang từng ngày được thích được ai. Nên phán xét khi mày không sống cuộc đời tao. Đừng gắng ghép cho những thành công mà tao cố là lúc cuốn theo được. Ê cái cảnh này chất ba. Trời ơi, đúng kiểu mà lũ hater. Lũ hater ở dưới nó nhìn lên, nó mình thì trên nhìn xuống vậy chứ. Thiệt chứ thâm. Thâm bãi. Cuộc đời bạn sống trôi nổi, không tin vào những kỳ tích thì hãy ở đó trong mắt mà coi tôi. Để tao xây dựng mơ ước vun đắp thành công từ bao đêm thức trắng, thì vì có biến tao thành thì gai bằng những con mượn thật nhức mắt. Mặc kệ người ganh người ghét, tao không hơn thua mà tiếp tục làm nỗ lực để rồi một ngày trở thành YouTuber số 1 Việt Nam. Thì tao xây dựng mơ ước vun đắp thành công từ bao đêm thức trắng, thì vì có biến tao thành thì gai bằng những con mượn thật nhức mắt. Mặc kệ người ganh người ghét, tao không hơn. Sao đổi giọng rồi vậy? Nỗ lực để NTN trở thành YouTube số 1 Việt Nam nha. NTN kiên cường có số 1 thì nhiều fan. Có thể ngày nào đó lũ ta chúng tương lai, nhưng vẫn tự ao với một lời huê toa. Mặc cho dòng gió ta vẫn đứng yên ngang. NTN kiên cường có số 1 thì nhiều fan. Có thể ngày nào đó lũ ta chúng tương lai, chúng ta có bắt đầu nên chỉ có thể mình bước đi. Trời ơi, gắt vợ chuyên nghiệp vậy. Ducati, Lamborghini. Ghét người khác khi bạn không bằng họ. Nghị lực là khi bạn cố sống tốt và trân trọng nỗ lực từ nó. Và tôi làm bài nhạc này còn để gửi đến những fan của NTN. Cảm ơn các bạn đã luôn yêu quý và ủng hộ tôi trong thời gian vừa qua. Tôi yêu các bạn. Ok, trước khi kết thúc cái MV này là hy vọng tất cả các bạn đang xem MV của tôi hãy ủng hộ bằng cách là like, subscribe, chia sẻ và nhớ like, subscribe rồi bạn ơi. Được rồi, trời ơi vậy rồi luôn ba. Trời không ngờ luôn á. Trời trước giờ toàn coi mấy clip gọi là chơi ngu có thưởng của ổng đó, như kiểu là nhảy cầu hay là cái gì nhờ khinh khí cầu, cái nhảy cái gì mà cầm cái dù từ trên cầu nhảy xuống á. Toàn coi mấy cái thể loại đó không mà trời không biết được rapper luôn men. Kinh vậy. Gắt chưa, cẩn thận đó nha. Cẩn thận một ngày nào đấy, tôi sẽ đít mấy người đó. Anh Tuy Phan nha. Coi chừng tôi nha. Quá hay luôn á mấy ba. Nói chung là các bạn nên like và subscribe NTN đi các bạn. Đúng không? Các bạn nào mà chưa subscribe đó, subscribe đi ba. Trời hay vậy rồi luôn. Trời ơi, trước giờ tôi không phải fan của NTN đâu, mình chỉ hay coi clip thôi chứ mình không phải fan đâu. Nhưng mà từ cái bài hát này mình thành fan luôn. Quyết tâm thành fan lớn luôn.